thế này. BI có nhiệm vụ mới rồi, đi thôi. Các bạn hãy cho biết huyện nào thuộc tỉnh rộng nhất Việt Nam. Hả? Chết rồi, tỉnh này mẹ không biết. Chắc chắn là sẽ có gợi ý đấy mẹ. À đúng rồi, thế là mẹ không đi ra. Gợi ý hôm nay là gì vậy? Các bạn hãy vượt qua trò chơi để lấy gợi ý. Đi chơi trò chơi để lấy gợi ý thôi Bi. Là chơi, dùng thanh nam châm bên dưới, di chuyển cục nam châm bên trên, đi theo đường mũi tên để về đích. Để mẹ chơi trước nhá. Là huyện có diện tích gấp 3 lần tỉnh Bắc Ninh và gấp 2 lần tỉnh Thái Bình. Là huyện nào hả mẹ? Sao huyện này rộng thế nhở? Cái này mẹ không biết rồi. Thôi để con tìm gợi ý tiếp theo. Gợi ý tiếp theo rồi. Được UNESCO đưa vào danh sách các địa danh thuộc khu lưu trữ sinh quyền. Chết rồi, gợi ý này mẹ cũng không biết luôn. Khó thế. Thôi được rồi, để mẹ chơi tiếp. Biển số xe là 37D1. Biển số xe 37. À, Nghệ An. Nhưng người ta đang ở huyện mà mẹ. Nope. Ừ nhỉ. Thôi còn một lần nữa, con chơi nốt đi. Yes. Gợi ý cuối cùng là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Nghệ An. Nằm ở phía tây Nghệ An à? À mẹ biết rồi, ngày xưa đi học mẹ có học cái này. Là huyện nào vậy mẹ? Đó chính là huyện Tương Dương. Thực hiện nhiệm vụ thành công. Để làm trò chơi, ta dùng bìa cắt tông và gập nhẹ như hình, cắt thêm các tấm bìa nhỏ để làm từng bao xung quanh, sử dụng các tấm bìa cắt tông nhỏ để làm đường rích rắc và cố định chúng bằng keo nến như hình. Ta sử dụng một cục nam châm gắn vào que và dùng một bi nam châm để di chuyển trong đường rích rắc. Để chơi, ta dùng thanh tre có gắn nam châm điều khiển viên bi nam châm đi trong đường rích rắc. Cùng chơi thử nhé, chúc bạn thành công.